chào quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi em Mini Hitachi này đi phá chuối, dọn dẹp bờ ao. Phía trước màn nhỏ các bạn, đây là một bờ ao trồng toàn chuối. Đấy, chuối này bao gồm chuối hạt cũng có, rồi chuối ăn quả cũng có, được trồng để ăn quả và để làm một cái bóng mát cho cái ao. Ê, có buồng kìa, có cái hoa, cái bất về nấu có bất đi, đi bất về cho em nhá. Cái hoa đấy anh chặt cho em được đấy, đấy vứt đi là phí đấy, tí lấy cho em nhá. Đó, bác tài của chúng ta rất là tốt bụng. Đấy, bẻ cho thằng em xin cái hoa chuối. Đấy, to này. Ok, anh để máy nhá, tí em lấy nhá. Đấy, một cái hoa chuối. Trồng thì rất là lâu, nhưng mà phá thì lại rất nhanh. Do là bây giờ là kiến thiết lại cái mặt bằng quanh bờ ao này, nên là phải phá toàn bộ những cái cây chuối này đi các bạn. Phá đi rất là tiếc, vì cũng phải mất tầm rất là nhiều tháng thì mới có những cái bụi chuối to như thế này. Chuối này thì chỉ mất công trồng đầu tiên thôi, còn về sau này thì nó sinh sản đẻ rất là nhanh. Phía trước các bạn, đây là một cái ao. Ao này thì là ao nhỏ, ao để phục vụ trong gia đình thôi. Nhưng mà cái ao này vừa làm giải trí mà vừa lại có cái để ăn. Đấy, trồng thì rõ là lâu, mất thời gian. Phá thì đâu đó chưa tới một phút đã gần như là tan hoang hết rồi. Đấy, đập cho một phát. Thì kiếm được cây chuối rất là khó, vì là còn nuôi lợn bằng chuối được. Nhưng thời nay thì lợn toàn bộ là nuôi bằng cám công nghiệp rồi, nên là những cái phần chuối này thì lại không ai lấy nữa. Có sang tới kia không? Hết kia chứ. Đấy, phá sạch các bạn. Cứ tưởng là phá có một ít góc này thôi, nhưng mà phá sạch luôn. Ê, buồng kia sắp chín rồi kìa. Buồng đấy bất về giấm. Với hạt à? Nhưng hoa thì ăn được chứ. Tiếc quá. Bao nhiêu lâu mới trồng được cây chuối? Đấy, chỉ cần trồng một gốc thôi, nó đẻ thì rất là nhanh. Rất là nhẹ nhàng.
trước thì đào chuối về trồng, còn năm nay thì phá chuối. Được một cái hoa chuối rồi. Sạch cả gốc lên nhé, nếu không thì chỉ cần vài bữa nó lại mọc lên mầm ngay. Còn đang có buồng. Đây buồng chuối các bạn này. Đây cũng như một buồng luôn. Cây chuối cuối cùng nằm xung quanh bờ ao đang được bác lái chúng ta hạ xuống. Phá một cái đúng là quang đãng luôn.
cứng chứ. Bốn cây cuối cùng, một cây, hai cây, thấy được ánh nắng mặt trời rồi. Đây còn sót lẻ loi đúng một cây này. Còn đúng một cây. Đấy, cây này là cây chót cuối cùng. Nhổ vào gốc lên luôn. Vài phút trước thì ở đây là một rừng chuối xanh tươi mát. Thì vài phút sau ở đây lại trở thành một bãi chuối đã được phá tan hoang. Làm thì rất là lâu nhưng mà phá thì không có mấy là xong. Quyết mãi thêm cào mấy gốc này lên để tránh trường hợp sau này chuối nó còn mọc lên được. Nhổ cả họ hàng hang hốc lên. Cái đống chuối kia sẽ được phân chia ra làm hai loại, một là chở đi, hai là để tại chỗ cho nó khô. Như vậy là bác Tài chúng ta đã hoàn thành xong cái việc phá toàn bộ cái phần chuối ở bờ ao này xong. Đấy, sau này sẽ kiến thiết lại cái góc ao này xong rồi. Tan hoang cửa nhà, tan hoang vườn rược là có thật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một buổi